điều trị các bệnh đường tiêu hóa nói chung và bệnh lý gan mật nói riêng luôn là một thế mạnh của đông y. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều bài thuốc kinh điển, bài thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm của các danh y được lưu truyền và ứng dụng phổ biến. Từ kho tàng phương thang quý giá đó, nhiều tác giả qua các thế hệ đã nghiên cứu, tổng hợp, biên soạn ra những đầu sách hay, rất bổ ích để mọi người cùng tham khảo. Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một trong những quyển sách quý đó, cuốn Những bài thuốc bí truyền độc đáo chữa bệnh viêm gan, xơ cứng gan do tác giả Nguyễn Văn Đức giải công biên soạn. Cuốn sách này nằm trong tủ sách Những bài thuốc bí truyền độc đáo hiệu nghiệm chữa bệnh các chuyên khoa. Sách đi sâu vào hai mặt bệnh chính là viêm gan và xơ gan. Tuy là một sách chuyên ngành đông y, nhưng tác giả đã giải công nghiên cứu, cập nhật thông tin để đưa vào sách những thông tin về bệnh tật theo y học hiện đại, các nghiên cứu và bằng chứng khoa học về tác dụng thực sự của các bài thuốc đông y. Sách gồm 12 chương lớn. Chương 1, khái luận, trình bày những nhận thức của y học hiện đại và y học cổ truyền về bệnh viêm gan và xơ cứng gan. Chương 2, khám và điều trị thông thường bằng Tây y, bao gồm những triệu chứng chính, phân loại, chẩn đoán và cách điều trị bệnh gan bằng y học hiện đại. Chương 3, biện chứng luận trị của Trung y. Tác giả giải thích các triệu chứng chủ yếu của từng chứng bệnh, thể bệnh, phân tích cơ chế sinh bệnh, từ đó đưa ra phương pháp điều trị, bài thuốc nên dùng và phân tích hiệu quả bài thuốc đó. Chương 4, kinh nghiệm điều trị trên lâm sàng của các danh y. Phần này trình bày những quan điểm biện chứng trong điều trị bệnh hoàng đản và tích tụ trong đông y, có áp dụng tiến bộ của y học hiện đại, đưa ra những pháp điều trị phù hợp với chứng bệnh và diễn biến bệnh kèm theo các ca lâm sàng làm ví dụ. Chương 5, những bài thuốc bí truyền độc đáo hiệu nghiệm bằng trung dược, gồm 18 bài thuốc trung y chế sẵn, mỗi bài có ghi rõ nguồn sản xuất, thành phần chính, công năng, chủ trị và cách dùng, và 140 bài thuốc bí truyền hiệu nghiệm. Mỗi bài đều có tên người đóng góp kèm theo thành phần, hướng dẫn chi tiết cách chế biến, cách dùng, liều lượng, chủ trị và những nghiên cứu khoa học về bài thuốc nếu có. Chương 6, kỹ thuật độc đáo châm, cứu, giác. 43 phương pháp châm bao gồm châm thường, điện châm, châm trong da, nhĩ châm, mai hoa châm, thủy châm với các hướng dẫn rất chi tiết về cách thực hiện, 10 phương pháp cứu và 2 cách giác. Chương 7, kỹ thuật đặc biệt điều trị bệnh bên ngoài bằng thuốc là 29 phương thuốc dùng để bôi, xoa sát, đắp, dán ngoài da nhưng có tác dụng chữa bệnh viêm gan, báng bụng rất tốt. Chương 8, bí quyết khí công và xoa bóp bấm huyệt. Chương 9, phương pháp điều trị kỳ diệu bằng ăn uống. Giới thiệu các công thức pha chế trà thuốc, rượu thuốc, cháo thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị và giúp ổn định các bệnh viêm gan và xơ cứng gan. Ngoài ra, còn có các thực đơn chế biến món ăn, bài thuốc từ các nguyên liệu thức ăn hàng ngày. Chương 10, đề phòng bệnh và điều dưỡng chăm sóc. Tác giả đưa ra những hướng dẫn chi tiết cụ thể về cách điều dưỡng tinh thần, điều tiết ăn uống, sinh hoạt, lưu ý về những điều cần phải kiêng kỵ để phòng ngừa bệnh tật và duy trì trạng thái khỏe mạnh của cơ thể. Chương 11, hội tụ tinh hoa tài năng bốn phương trên lâm sàng, giới thiệu 135 báo cáo nghiên cứu khoa học về sử dụng các bài thuốc đông y để điều trị bệnh viêm gan, xơ cứng gan của rất nhiều nhà khoa học Trung Quốc. Chương 12, các loại thuốc thường dùng, gồm 25 loại thuốc Tây thường dùng và 92 vị thuốc đông dược thường dùng thuộc các nhóm thanh nhiệt, tả hạ, thuốc hóa thấp có mùi thơm, lợi thủy thẩm thấp, lý khí tiêu thực, lý huyết, bổ hư. Cuối sách còn có phần phụ lục, bảng tra bài thuốc độc đáo hiệu nghiệm điều trị bệnh xơ gan và các loại thuốc thường dùng. Cuốn sách rất hữu ích và cần thiết cho các thầy thuốc đông tây y để làm tài liệu tham khảo, học tập và áp dụng lên thực tiễn lâm sàng điều trị. Đồng thời, sách cũng rất thích hợp cho những người làm công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chữa trị các bệnh lý gan mật bằng đông y.
Xanh trân trọng giới thiệu quyển sách đến bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, cũng như những ấn phẩm đặc sắc khác do Tinh Hoa Xanh phân phối, mời quý vị liên hệ bằng một trong các cách sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.